xin mến chào đến tất cả các chú anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 7 tây tháng 12 thì tiếp tục hàng về tiếp tục anh em ơi. Nguyên một xe luôn. Đây là KME đầu máy EG100 tích 2 lớp 1. Này là quá trời mới luôn anh em ơi, cây xà beng luôn. Còn cái con kia là K1500. Đây là IS13Z. Trời ơi má ơi, cái bộ gân xới nè. Thứ gì vô nổi luôn. Quá trời đẹp. IS13Z Edit 130 các anh em. Rồi, cái này là K700 anh em, mới tin luôn nha. Đầu máy ra 85. Quá bán luôn. Cái này là K1500. K1500. Này là K900. Này nó cũng K900 luôn anh em. Đó 90. Còn trên xe nữa anh em ơi. Trên xe là Isuzu 95. C5. Rồi mấy anh em ơi, giờ mà mình kế tiếp là mình xuống mấy cái xe kia đã xuống hàng xong rồi. Bây giờ một phần một số máy rồi trên xe luôn thì mình có cái xe này là xe công nông các anh em đó, xe công nông là xuống cái đầu máy, con này nó có đề luôn, đầu máy là EA8 có đề, này là IC7 IC5. Đây còn cái thùng sới nó đây mấy anh em, đây cái thùng đuôi nó đây, đó, cái con xe nó này nó gắn vô cái bánh nó mềm rồi đây, nó gắn vô cái con này, cái con một này mấy anh em. Qua về quá trời luôn mấy anh em ơi. Thank you.
Đây là K700 với K900. Mặt đầu máy K100 mấy năm. Này là K900, đặt đầu máy ở tới 90 bạc đạn. IC5. IC5 đặt con Adidas 70. Đây là K700. RG65. Rồi rất là nhiều máy móc luôn anh em ơi. Đây là K700, đặt vào đầu Adidas 70 bạn. Con này là IC90, đặt đầu máy Adidas 90 một đạn anh em. Đẹp máy tinh luôn. Con này cũng 90. Đây là dàn K. Nằm lớn nhỏ này, cổ mọc lên luôn quá trời anh em ơi. Rồi, đây là IC7. Rồi, lại là IC7 nữa anh em. Đây. Đây IC7 nữa nè. Dàn này quá đã. IC7. Đây nữa nè anh em. Này đây K700 anh em, K700 Adidas 80. Nguyên bộ đẹp không anh em? Quá đẹp. Này là K900 nha. Cái K700. K700 này là ga 85. Con bộ này là IC 70, Adidas 70. Còn anh này là KG850. Đặt cái đầu máy RG65 chiều 1. Còn này là IC7, đặt đất 70. Con này là hết sảy như con bò 7 luôn anh em ơi. Quá trời luôn. Bộ găng nè. Quá khứ luôn. Ngon lành cành đào anh em. Này là K700. K300 RG65 chiều 2. Này là IC5. K300 luôn. IC5 Adidas 70. Này là K900. Đặt đầu máy ga 100. K900 Adidas 90 bạc đạn anh em. Rồi, cái này là K1500. Đặt cái máy ga 150. Rồi, IC5. IC7 bên em ơi. Nói chung mấy này là đẹp đẹp không anh em. Này cái này mấy này xấu. Cái con IC6 này xấu. Này quá tệ. Rồi, một lần nữa là rất là cảm ơn mấy anh em đã quan tâm và xem video. Thì mấy anh em nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận được cái video mới, những clip mới anh em. Đó, thì mình cũng nói luôn là đặc biệt cửa hàng chúng em có bán hỗ trợ trợ góp anh em ha. Thì mấy anh em chỉ cần cái giấy chứng minh nhân dân, như bằng là giấy chứng minh nhân dân thôi, khỏi các bạn lấy xe luôn. Đó, rồi thủ tục giấy tờ để bên đây mình bán đó, mình lo cho mấy anh em. Mấy anh em khỏi có gì hết. Đặc biệt mấy anh em ở xa. Ở xa là không có đến mình mua được thì mình có bán qua mạng online luôn mấy anh em. Đó, không cần đến đây luôn. Rồi lãi suất thì 10 triệu một tháng, 120.000 mấy anh em. Đó. Này mình còn 3-4 chỗ để máy gì đó anh em. Thì anh em mua máy móc nào mình tôi đang cũng sẵn sàng có hết đáp ứng anh em. Đó, dàn sới, bộ máy gì đó, anh em mua gì mình cũng có hết. Thì anh em cần cái gì máy móc gì được alo với mình ha. Rồi, rất là cảm ơn anh em. Anh em chúc anh em
một ngày mới chân này đi mua hạnh phúc bên người thân gia đình mình nha. Thân ái chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em sau với ba anh em.